Bạn đang cần một chiếc xe ô tô để di chuyển cho gia đình à? Mà lại tiết kiệm xăng xe như xe máy, nhưng lại yêu cầu xe phải đầy đủ tiện nghi. Vậy thì hãy để Mitsubishi Vinh Quang bật mí cho các bạn một bí mật này nhé. Một chiếc xe dưới 1 tỷ chỉ là 490 triệu. Mẫu xe Mitsubishi Atra là mẫu xe dành cho gia đình, được mệnh danh là ông hoang trong phân khúc xe gầm cao thuộc nhóm sedan B. Mitsubishi Atra nổi bật với khoang nội thất rộng rãi với hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EPD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đó là những điểm nổi bật trong gói tính năng an toàn của Mitsubishi. Sử dụng động cơ 1.2 Mavic giúp tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ với 5,36 lít trên 100 km khi đi đường kết hợp. Chiếc xe tiếp theo mà Hương muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là chiếc Mitsubishi Xpander, sử dụng động cơ 1.5 Mavic, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Trong tháng 6 này, Mitsubishi Vinh Quang có rất nhiều chương trình ưu đãi khủng dành cho quý khách hàng khi mua xe tại đại lý. Hãy nhanh chân đến Mitsubishi Vinh Quang hoặc comment ngay dưới video này nhé để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!